Chào các bạn, một tuần đã trôi qua và hôm nay sẽ là cái chương trình hỏi đáp âm thanh số 2. Và trong cái phần 2 này mình sẽ cố gắng là giải đáp nhiều cái câu hỏi của các bạn nhất. Vì trong cái video 1 vừa rồi thì các bạn có để lại cho mình khá là nhiều câu hỏi. Thì trong các cái video hỏi đáp này thì mình sẽ cố gắng là đưa cho các bạn những cái thông tin để các bạn tham khảo về âm thanh, so sánh và giữa các cái loa. Nhưng mà trên thực tế thì đây là đồ âm thanh và thứ nhất là giá trị nó cũng rất là cao, nên mình khuyên là các bạn vẫn nên nghe thực tế để có những cái nhìn chính xác nhất tùy theo thể loại nhạc và gu nghe nhạc của mỗi người. Và câu hỏi mở đầu cho cái số thứ hai này thì sẽ bắt đầu từ câu hỏi của bạn Huy Vũ. Bạn có hỏi là so sánh giúp mình Bose 700 và Hartmann Cadence Citation 3 được không? Mình đang phân vân hai hãng đó chất âm như thế nào và sau này mình định nâng cấp lên dàn 5.1 của một trong hai dàn đó thì bây giờ nên chọn dòng nào, và trong tầm giá đó thì có lựa chọn nào khác không? Rồi thì mình sẽ trả lời cái câu hỏi này như sau. Thì vì cái này nó là một hệ thống âm thanh chứ nó không phải là một cái loa đấy, nên là mình sẽ phải đưa ra các cái yếu tố để mình so sánh. Và yếu tố đầu tiên thì mình so sánh về ngoại hình trước. Về ngoại hình thì mỗi người có một cái sở thích khác nhau, nhưng mình nghĩ là phần lớn sẽ thích bộ Citation vì thiết kế của nó khá là đẹp, đẹp hơn nhiều so với Bose đó. Và về phần thứ hai đó là về phần giá thành. Giá thành thì như con dòng Bose 700 ấy thì các bạn có thể mua thêm loa surround và mua thêm loa sub, thì tổng bộ nó trị giá lên đến hơn 40 triệu đấy. Nhưng mà riêng dòng Citation thì nó lại có khả năng nâng cấp nhiều hơn thế, có nghĩa là thay ngoài hai cái loa surround ở phía sau, hai loa tower ở phía hai bên, một loa sau ba ở phía giữa và một loa sub nữa. Đấy, chính vì thế nên là nói về khả năng nâng cấp thì Citation sẽ có khả năng nâng cấp trong tương lai là nhiều hơn. Và để nói về âm thanh thì mỗi con có một điểm mạnh. Nếu như mà các bạn mua được đủ bộ của Citation thì nó so với Bose thì nó sẽ hơn hẳn. Nhưng mà về giá thành của cả bộ Citation nó cũng lên đến hơn 100 triệu rồi. Và vì vậy là mình sẽ so sánh cho bạn là nếu 5.1 của Bose và 5.1 của Citation là không tính hai cái loa tower hai bên ấy, thì Citation nó sẽ có giá là khoảng tầm gần 60 triệu. Và để so sánh hai cái dàn âm thanh này thì dòng Bose sẽ có nhỉnh hơn, điểm mạnh một chút về phần xem phim, về phần nghe nhạc so với dòng Hartmann Cadence Citation. Nhưng mà Citation lại mạnh hơn Bose ở phần xem phim, nên là tùy vào cái nhu cầu của bạn và tùy vào cái điều kiện của bạn để các bạn tham khảo. Vì nếu như các bạn có điều kiện thì các bạn nên sử dụng hệ thống của Citation, thì sau này các bạn sẽ có nhiều cái lựa chọn để nâng cấp hơn và trải nghiệm âm thanh xem phim của nó sẽ hơn hẳn so với Bose. Nhưng mà nếu bạn nào mà tập trung nhiều vào nghe nhạc một chút ở trong cái hệ thống đó thì các bạn có thể lựa chọn Bose, vì ở giải trung âm Bose nó vẫn có cái phần tốt hơn dòng Hartmann Cadence Citation đó. Và như cái câu hỏi của bạn đặt ra thì mình nghĩ là bạn đang hướng nhiều đến xem phim hơn, vì 5.1 thì thường là xem phim, nên là Citation sẽ là một cái lựa chọn hợp lý hơn cho bạn trong cái hệ thống này, nếu như mà bạn có điều kiện để sau này nâng cấp thêm nhiều hơn nữa. Và bạn có hỏi thêm một cái là trong tầm giá đó thì có chọn lựa chọn nào khác không. Thì ở cái phân khúc giá cao như vậy thì khá là nhiều lựa chọn. Nhưng mà dĩ nhiên là Citation và dòng Bose 700 là nó hướng nhiều đến công nghệ không dây đấy. Thêm nữa là nó lại là một hệ thống nghe xem phim kết hợp nghe nhạc, nên là nếu mình cũng không rõ bạn là nghe hướng nhiều đến cái nghe nhạc và thể loại nhạc nào hay là xem phim như thế nào, nên là cái câu hỏi này thì khá khó trả lời, vì cái phân khúc đó nó rất là rộng, nó rất là ở gần đến 5-60 triệu, nên là rất là rộng. Thì cái này mình bạn có thể liên hệ trực tiếp đến hotline của mình để cung cấp thêm thông tin và mình sẽ trả lời bạn một cách chính xác hơn. Tiếp đến là câu hỏi thứ hai đến từ bạn Phương Nguyễn. Thì bạn có hỏi là shop ơi cho mình hỏi chất âm loa Revolve Plus chất âm như thế nào, nghe phù hợp với thể loại nhạc nào. Ok, thì mình sẽ trả lời cái câu hỏi này như sau. Bose Revolve Plus thì nếu như bạn nào mà không quá quan tâm về vấn đề về kinh tế, về giá ấy, thì con Bose Revolve Plus thì có chất âm rất là ổn. Ở cái kích thước của nó thì rất là khó có con nào mà làm được tốt như Bose Revolve Plus, vì kích thước của nó rất nhỏ nhưng phải nói là nó kêu rất là lớn, và cái giải cả ba giải của nó rất là đều và ấn tượng ở giải bass và giải trung. Giải cao thì bình thường thôi, nhưng mà giải trung và giải bass rất là tốt, tiếng rất là ấm.
và cái phần bass của nó thì với cái loa kích thước nhỏ như vậy nhưng bass của nó đập rất là khỏe. Đấy, dĩ nhiên là không thể so sánh được với những con loa to, nhưng mình đang so sánh với những con loa ở cùng kích thước đó thì Bose làm rất tốt và rất ít có con nào có thể vượt qua được nó ở cái phân khúc kích thước đó, không nói về giá thành. Ok, và mình sẽ phù hợp với thể loại nhạc nào thì vì cái phần bass và phần trung của nó tốt nên là các bạn sẽ nghe được cả nhạc mạnh và nhạc sôi động, và cái phần trung âm của nó là cái phần mình ấn tượng nhất, nên là những bạn nào mà nghe kiểu như là nhạc nước ngoài mà thiên về trung âm hoặc thậm chí là ngay cả nhạc bolero, nhạc vàng ấy thì Bose nó làm rất tốt ở cái phần tiếng hát đó. Thì mình sẽ chuyển luôn sang cái câu hỏi thứ ba của bạn Nam Thành Bùi. Bạn có hỏi là anh làm video so sánh âm thanh ngoài trời của Marsan và Boombox đi. Thì thực ra cái này nó khá là dễ trả lời, và vì là Marsan và Boombox thì khi mà bạn nghe ngoài trời thì chắc hẳn là bạn đang hỏi cái loa là có pin, mà những dòng Marsan mà loa có pin ấy thì kích thước của nó rất nhỏ, công suất rất là nhỏ, và nói thẳng là nó không phù hợp để bạn nghe nhạc mạnh ngoài trời hay là nghe nhạc sôi động, hay thậm chí bạn muốn nghe to ngoài trời là nó không đáp ứng được rồi. Còn những con loa to hơn ấy thì nó lại không có pin, và mục đích chính của nó là để nghe trong nhà, nghe để một chỗ ở nhà để cắm điện để nghe thôi. Nên là khi mà so với JBL Boombox mà nghe ngoài trời thì khẳng định luôn là JBL Boombox làm tốt hơn rất nhiều so với dòng thương hiệu Marsan, tất cả các dòng ngoài trời của Marsan các bạn nhá. Và duy nhất chỉ có một con vừa mới được ra mắt, đó là Marsan Tufton, là một dòng loa nghe nhạc ngoài trời của Marsan nhưng mà kích thước của nó khá là lớn thì mới so sánh được Boombox. Nhưng như các bạn biết thì chất âm của Marsan thì nó khá là mộc, và nó tập trung chủ yếu, như con Tufton là tập trung chủ yếu vào dải cao, nên là các bạn nghe thưởng thức ở nhà thôi, chứ còn để mà ra ngoài trời thì lại không phải là nghe thưởng thức nữa, nên là nó cũng không phù hợp lắm để nghe ngoài trời. Và trong khi đấy thì con Boombox thì nó lại mang hội tụ đủ cái các cái yếu tố để nghe ngoài trời, từ pin chống nước đến công suất, rồi cái bass của nó rất là khỏe. Đấy, nó sử dụng để chuyên nghe ngoài trời, nên so sánh giữa hai con này, nếu bạn tập trung vào nghe ngoài trời thì bạn nên lựa chọn là JBL Boombox, còn nghe trong nhà thì tùy thuộc vào cái gu âm nhạc của bạn thì bạn lựa chọn dòng Marshall. Ok, bước sang cái câu hỏi thứ 4 là của bạn Rose Blackpink. Thì bạn có hỏi là bạn có thể nói thêm cho mình về JBL Extreme nên nghe thể loại nhạc nào và những điểm mạnh, điểm yếu của nó. Hiện tại mình đang muốn mua một loa thiên hướng về nhạc EDM, nhưng nhạc mạnh, sôi động và đủ để nghe nhiều người, nên mình chọn loa nào hả bạn? Ok, thì mình sẽ trả lời cái câu hỏi này của bạn như sau. Thì đầu tiên về chất âm thì dòng JBL Extreme hay là những cái dòng nhỏ nhỏ như này thì nó nghe tạp khá là tốt và nó nghe được đa thể loại và khá hợp khi mà bạn nghe thể loại nhạc EDM. Nhưng có một cái vấn đề là với cái kích thước của nó khá là nhỏ nên là về cái công suất của nó thì không thể đáp ứng được như ở trong này của bạn nói, là nghe đủ to để đáp ứng nhiều người và những cái không gian rộng hay là ở ngoài trời không gian rộng ấy, thì tiếng nó sẽ khá loãng, nên là để mà nghe ngoài trời mà cùng cái phân khúc giá đó thì bạn có một cái lựa chọn khác mà mình nghĩ hợp lý hơn, đó là ở con Onyx Studio 4 với phân khúc giá bây giờ chỉ khoảng tầm 3 triệu, ở dưới 3 triệu một chút, là bạn có thể sở hữu một con loa với công suất là cao hơn và nghe EDM hợp hơn. Bạn có thể trải nghiệm thực tế hai con này thì bạn sẽ thấy Onyx Studio 4 này nhỉnh hơn hẳn. Mà mặc dù nếu bạn không quá quan tâm về kích thước thì Onyx Studio 4 sẽ hợp lý hơn cho cái dòng nhạc EDM mà nghe nhiều người của bạn. Ok, bước sang câu hỏi thứ 5, câu hỏi từ bạn Minh Hoàng Dương. Thì bạn có hỏi là trong tầm giá dưới 2 triệu thì có con nào nghe tạp tốt vậy? Thì ở trong phân khúc mà 2 triệu đổ xuống thì mình thấy là JBL và Hanman nó làm nghe tạp khá là tốt. Và những cái con để mình đưa ra bạn gợi ý để bạn tham khảo là nếu bạn mua loa mới thì sẽ có con Flip 3. Đấy, Flip 3 này là nghe tạp rất là tốt. Hoặc là nếu bạn lựa chọn được cái thời điểm sale thì Flip 4 thì bạn có thể mua được với cái giá tầm đó, trên 2 triệu một chút thôi. Và một con nữa là cái con mình thấy thiết kế rất là đẹp và nghe tạp cũng rất là ok, đó là con Hartmann Cadden SY2. Đấy, là nó cũng thuộc phân khúc 2 triệu và cái chất liệu hoàn thiện nó khá là tốt này. Đấy. Và nếu như thêm một số lựa chọn nữa cho bạn thì các bạn có thể là may mắn thì có thể mua được cái loa cũ thuộc dòng Hartmann Cadden Onyx Studio 3. Thì nếu bạn may mắn bạn có thể mua được cái dòng đó, và dòng đó mà nghe tạp ở cái phân khúc giá đó thì nó hơn hẳn mấy cái con nhỏ nhỏ này. Ok, bước sang cái câu hỏi thứ 6, câu hỏi của bạn Sang Nguyễn. Thì bạn có hỏi là làm về JBL Extreme 2 và Onyx 5 đi ạ.
và hoặc là JBL Extreme 1 và Onyx 4. Thì đầu tiên thì sẽ là cặp đôi, mình trả lời câu hỏi với cặp đôi Extreme 2 và Onyx 5. Thì với hai sản phẩm này thì hai con lại có mỗi con một thế mạnh khác nhau. Còn nói về âm thanh thì Onyx 5 thì cái phần giải bass và cái phần trung âm nó ấm, nó dày và nghe nó sạch, nó sẽ làm cho các bạn thích hơn rất là nhiều. Nếu các bạn mà thiên về những cái dạng nhạc mà thiên về lời hát ấy, thì Onyx 5 sẽ nhỉnh hơn hẳn so với Extreme 2 về cái phần giải âm đó. Nhưng mà ngược lại thì nếu các bạn nào mà tập trung nhiều vào cái thời lượng pin nó phải lâu, kích thước nó phải nhỏ và nó phải bền bỉ, chống va đập một chút, thì Extreme 2 sẽ là cái lựa chọn hợp lý hơn cho các bạn khi mà các bạn thích mang đi du lịch ngoài trời mà chống chịu va đập. Còn để mà so sánh về hai âm thanh của hai con đó thì mình sẽ đánh giá con Onyx 5 sẽ hơn khá nhiều. Và tiếp theo là đến cặp đôi là Extreme 1 và Onyx 4 thì cũng khá là tương tự. Extreme 1 thì nó cũng như vậy thôi, nhưng mà âm thanh, cái phần trung âm của Extreme 1 thì nó mỏng và nó khô hơn cái Extreme 2 đáng kể. Nên là để mà so sánh với con Onyx 4 thì nó vẫn không thể bằng được Onyx 4. Nên là đây là hai cái phân khúc hoàn toàn khác nhau, nên tùy thuộc vào cái nhu cầu của bạn là như thế nào để bạn lựa chọn. Còn về âm thanh thì dòng Onyx sẽ hơn dòng Extreme. Tiếp đến là câu hỏi thứ 7. Câu hỏi từ bạn Hoàng Dương. Thì bạn có hỏi là mình phân vân giữa hai loa XB21 và Flip 3 về nhu cầu nghe EDM và nhạc trẻ là chính. Thì như các video trước đây mình có nói về hai cái thương hiệu này rồi, thì ngay ở con XB21 cũng vậy của Sony. Thì dòng về sau này 22 thì ok, nhưng dòng 21 thì tiếng nó sẽ không được sáng tiếng và hơi tối một chút và bí, tiếng nó không được thoát ra ngoài. Nên là khi các bạn so sánh với Flip 3 thì để mà nghe cả EDM hay nhạc trẻ hay bất cứ thể loại nhạc nào thì dòng Flip 3 của JBL vẫn mạnh hơn hẳn so với XB21. Thì các bạn có thể nghe thực tế trực tiếp để so sánh tất cả các loại trong cái video hỏi đáp của mình ở tại Hồ Chí Minh và Hà Nội, thì mình đều có showroom, có những cái sản phẩm trưng bày để các bạn nghe và trải nghiệm thực tế. Tùy vào gu âm nhạc và sở thích nghe nhạc của mỗi người thì các bạn sẽ lựa chọn, đưa cho mình được một cái lựa chọn hợp lý nhất. Rồi, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong số thứ 3.